Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày hè nóng bức như thế này thì cơ thể của chúng ta cần rất nhiều nước cũng như là những loại thực phẩm để giúp giải nhiệt. Và những loại thực phẩm mà quen thuộc chúng ta vẫn thường hay biết đến chẳng hạn như là lá rau má, khổ qua hay là nha đam. Và chanh muối cũng là một trong những loại thực phẩm giúp giải nhiệt rất tốt mà Tư Dương Thông Thái muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Và Thanh Hải này, không biết là Thanh Hải có thể giới thiệu thêm về công dụng của chanh muối cho quý vị khán giả của Bình Minh Cao Nguyên biết. Như Kiều Anh và quý vị cũng biết rằng là chanh muối là một thức uống giải khát tuyệt vời, và không những vậy thì chanh muối còn có công dụng chữa bệnh rất là hữu hiệu, có thể giúp trị ho, tiêu đờm, cải thiện hệ tiêu hóa, trị cảm, thương hàn, và hơn nữa đây cũng là một thức uống giúp giải cân rất là hiệu quả nữa. Và quý vị có biết không, không ở đâu xa, ở ngay huyện Di Linh thì đã có một khu phố nơi tập trung các hộ dân tự sản xuất và kinh doanh chanh muối, và đã thu hút được rất nhiều sự thích thú và tìm đến của người dân cũng như là du khách gần xa. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo phóng viên Thúy Vi chúng ta đến thăm khu phố chanh muối này để tìm hiểu thêm về một nét đặc sắc tại vùng đất cao nguyên của chúng ta nhé. Gần một năm nay ở thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hình thành khu phố bán chanh muối lúc nào cũng tấp nập du khách ghé mua. Với món nước giải khát và những hũ chanh muối vàng ươm mang về làm quà biếu cho người thân và bạn bè. Giá bán tại đây không quá đắt, hũ chanh lớn từ 170 đến 200.000 đồng. Hũ trung từ 50 đến 90.000 đồng và hũ nhỏ chỉ 30.000 đồng. Vậy làm thế nào để chọn mua được một hũ chanh muối thơm ngon, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm? Cách chế biến ra sao để có một ly chanh muối thơm ngon giải nhiệt mùa hè? Mời quý vị dừng chân tại quán chanh muối Thanh Đàn ở đường Việt Vương, thị trấn Di Linh để cùng tìm hiểu. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hầu hết trong mùa hè nóng bức như thế này, ai trong chúng ta cũng mong muốn tìm được một loại nước giải khát, vừa giải nhiệt mùa hè mà vừa tốt cho sức khỏe. Rất nhiều người lựa chọn chanh muối để làm một cái thức uống giải nhiệt vào mùa hè này, để giúp quý vị và các bạn có thể tìm hiểu về công dụng của chanh muối cũng như là cách pha chế làm thế nào để chúng ta có một ly chanh muối thật ngon và thật bổ dưỡng vào mùa hè. Xin mời quý vị và các bạn cùng Thúy Vi gặp gỡ cô Trần Thị Đàn. Xin chào cô ạ. Cô, chanh muối được biết là một loại thức uống rất là tốt cho sức khỏe. Rất là nhiều người sử dụng chanh muối giống như là một loại nước uống giải khát. Nhưng mà công dụng của chanh muối đối với sức khỏe của người tiêu dùng như thế nào ạ? Chanh muối là bây giờ khách đi đường mà nắng là người ta cái vô là kêu cô Đàn làm cho cháu một ly chanh muối. Nói chung là hàng ngày là khách hàng trăm người cứ vô uống chanh muối cô. Thứ nhất là giải cảm ho nè. Thứ nhì là ví dụ nóng mà rát cổ là vô uống ly chanh muối là rất là khỏe, cho nên ai cũng uống chanh muối. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều nơi bán chanh muối, mà người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay đó là chọn một cái sản phẩm như thế nào không có chất bảo quản và an toàn cho sức khỏe. Cô có thể tư vấn cho người tiêu dùng cách để mà chúng ta phân biệt giữa những cái sản phẩm an toàn cho sức khỏe không ạ? Ví dụ mà mua chanh không sợ có hóa chất thì mình cứ mua thảo chanh này về mình bóp, nếu mà nó giòn á, nếu mình nhai vô ly mình lấy về mình để ăn ly mình uống làm nhai thì nó giòn thì mình không có bỏ hóa chất. Nếu mình mua chanh có hóa chất bếp là nó mềm rủng. Nếu mình ta bỏ hóa chất thì nước nó trong veo à. Còn mình không bỏ hóa chất thì nó hơi lên màng một chút xíu thôi, không có sao hết. Màu sắc nếu mình làm chín chanh đẹp thì nó chín vàng thôi chứ không có bỏ hóa chất gì đâu. Mua chanh muối về thì cái lấy muỗng sạch mà múc cái ly hai trái thôi, xong rồi đậy nắp lại cho kín rồi cứ để chỗ bình thường thôi chứ đừng có bỏ trong tủ lạnh gì hết. Nếu mà nó có lên màng thì mấy em cứ nấu nước muối nấu, ví dụ thảo 1 lít thì mấy em nấu chừng nửa lít nước muối mấy em đổ vô là nó trào ra thôi chứ không có gì đâu. Cô có thể hướng dẫn cho khán giả của chương trình cách pha chế để sao để mà mình có một cái ly chanh muối thật là ngon và thật là mát vào mùa hè này không ạ? Quả thật là một ly chanh muối vào mùa hè nóng bức như thế này sẽ là một thức uống rất là sảng khoái, giúp chúng ta giải nhiệt mùa hè, rất là tốt cho sức khỏe. Một lần nữa thì xin cảm ơn cô Trần Thị Đàn đã giúp cho khán giả của chương trình tìm hiểu những thông tin rất là thú vị về chanh muối. Và đến đây thì Thúy Vi xin mời quý vị và các bạn trở lại trường quay của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hy vọng rằng quý vị đã kịp lưu lại những thông tin mà chúng tôi vừa chuyển đến vừa rồi, để khi có dịp đặt chân đến Di Linh thì quý vị sẽ không quên mang về một hũ chanh muối, có thể là sử dụng trong gia đình hoặc là dành tặng cho những người thân, với thông điệp mà chúng tôi nghĩ là rất thiết thực, đó là hãy giữ gìn sức khỏe của mình, đúng không nào?